Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Kadikay và tiếp tục cái series build về trải nghiệm đội hình. Thì hôm nay chúng ta có đội hình gì đây? Đây là một cái app của một bạn viewer đã gửi cho mình, một team Chelsea khá là đẹp. Và đặc biệt team này không nạp một xu nào nha anh em, không nạp một đồng nào luôn. Mình thấy khá là bất ngờ với cái team này khi mà hầu như nếu mà người ngoài nhìn vào thì có thể thấy là một đội hình gần như là mã bạc hoàn toàn và có những vị trí là nếu mà muốn nhanh và khỏe thì phải nạp tiền để nâng cấp cầu thủ cũng như là mua cầu thủ. Nhưng không, bạn này thì không nạp một xu nào cả. Và đúng chất với một nông dân cái chai thì đội hình này mình thấy khá là ổn nha, thậm chí có thể leo rank cao nếu mà tay thực sự tốt. Tổng giá trị câu lạc bộ hiện tại đang là 407 tỷ BP và dĩ nhiên đây là một giá trị đội hình khá là ảo bởi vì nằm chắc chắn ở con Anthony Rüdiger này. Tổng quan cái đội hình này có những cái gì thì chúng ta xem thử nha. Ở hàng tiền đạo chúng ta có Romelu Lukaku và mình nghĩ là bạn ấy cũng đã bán con Shevchenko trước kia đi rồi vì nick nhà mình đã từng được trải nghiệm trên stream và thay vào đó là Lukaku mùa 22 TI năm khá là được. Với tốc độ là 122, sút 122 và thể lực 123, lấy bóng 118 khi mà búp tin Chelsea lên. Ok, rất là được luôn. CM chúng ta có Mason Mount, mùa 21 UCL. LM thì chúng ta có Josco, mùa C3, Zola phía bên hành lang cánh phải cũng 2 chân 5 năm luôn. Tuy nhiên là con này hơi lùn tí. Chấn ngữ ở vị trí tiền vệ phòng ngự thì chúng ta có Balak và Michael Essien, mùa Icon cũng như là mùa Cap. Rồi thì mình đánh giá hai con này khá là cứng cựa ở trong hàng tiền vệ phòng ngự rồi. Ben Chilwell là hậu vệ bên hành lang cánh trái, mùa 20A. Rick James họ về bên hành lang cánh phải mùa 20 UCL. Đây một con CB cực kỳ quốc dân và rất là thông minh luôn. Anthony Rüdiger mùa 22 TI cộng 5 và đây có lẽ là một con hàng chiếm giá cực kỳ nhiều của toàn bộ đội hình như thế này. The Sally mùa back to back. Ok, con này thì mình cũng thấy cũng tạm được. Thủ môn là Thibaut Courtois mùa LH. Ngoài ra thì bạn ấy có cả Kevin De Bruyne, tuy nhiên thì nếu mà thay vào thì chúng ta sẽ phải bớt đi con hậu vệ bên tay trái đây, Ben Chilwell. Ruud Gullit thì đang đập dở lên được cộng 3. Tomori thì chúng ta có mùa LOL. Ok, để đây cũng được. Con này cũng đáng để trải nghiệm đấy chứ. Nhìn chung sơ qua thì đội hình này cũng khá đáng để trải nghiệm. Trước kia thì bạn ấy có Pedro cũng như là một vài vị trí như Shevchenko một cáp nữa. Mình cũng không nhớ rõ được hết. Nhưng mà thực sự thì đây cũng là một trong những cái mà đáng để trải nghiệm là cũng như là để leo rank thì mình cũng thấy cũng khá đẹp luôn. Rồi thì chơi như thế nào xem mình trải nghiệm nhé. Rồi thì vẫn như thường lệ thì mình sẽ đá 4-2-2-2. Và ở đây thì mình đã xếp lại cái đội hình một xíu. Con Mason Mount thì mình sẽ để đá CF. Và ở đây bạn ấy cũng có Kai Havertz. Nếu mà hết thể lực có thể thay vào. Mình đánh giá khá là cao con Kai Havertz 21 UCL này. Còn có cả Kevin De Bruyne nữa cũng như là Ruud Gullit, khá là đủ để thay. Lukaku, ui, vừa nhanh vừa khỏe, tỷ lệ rất là tốt luôn. Nhưng mà mỗi rồi không có góc mà sút. Ôi, pen đẹp luôn. Không pen không được. Pha đầu tiên. Team này như vừa lâu rồi cũng không đá này, giờ mình mới để ý. 19 TI cộng 5. Ngày xưa mà có một team này gọi là khá là đại gia luôn ý. Ui, biết đá mà. Chạy số 2 nhé. Ok. Đúng bài. Ui, má sút pha đấy mà cũng vào được luôn á. Vẫn vào. Okay. Bạn không biết chơi đó. Đúng, trận trước nó khá là sụp bút rồi còn gì đấy.
Ok, với một team Chelsea như thế này thì mình đánh giá nó là một trong những team được build khá là cẩn thận và cũng như là chủ ác tâm huyết khá là nhiều ở từng vị trí. Mặc dù là cày chay thôi và giá hơi ảo, nhưng mà có thể thấy những cái vị trí từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo đều được gần như là mã bảo hoàn toàn. Và ở đây, những vị trí quốc dân ở trên sân thì mình chơi và trải nghiệm khá là nhiều rồi. Từ củ tỏi, Rüdiger mùa 22 TI, Ballack mùa Gap hay là Essien đều phát huy đúng vai trò của nó cực kỳ hay ở những tình huống tranh chấp cũng như là những tình huống tắc bóng trên sân. Thủ môn thì vẫn phản xạ tốt, vẫn là xứng đáng là một trong những con thủ môn top 1 quốc dân ở trong FIFA 24. Tiền vệ có Mason Mount, có Josko và Zola thì mình đánh giá những anh này là tròn vai. Lukaku mà 2 TI thì tốc độ tì đè cũng như là khả năng dứt điểm thì cũng đều như chỉ số rồi. Tuy nhiên nó khá là thọt vì nó chỉ có chân 5 chân 4, mà cái chân 4 như thế này, những tình huống mà mình sút bằng chân phải thì nó thường ra ngoài hoặc là thủ môn bắt được. Nếu mà Lukaku như thế này thì mình chỉ đánh giá 7 điểm rưỡi thôi. Trước kia bạn ấy từng có Shevchenko một cáp 2 chân 5 năm sút khá là uy tín luôn. Tuy nhiên bạn ấy bán đi để có thể mua được con Lukaku này. Đánh giá trên thang điểm 10 thì mình thấy đội hình này cỡ đâu đó khoảng 7 điểm rưỡi 8 điểm. Khá là xứng đáng với một công sức của một bạn cày chay mà được đội hình như thế này. Rồi thì đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn nếu anh em thấy thiếu ở vị trí nào ở trong cái team này, anh em có thể comment phía bên dưới nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một sub. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.